cho các bạn. Thầy tiếp tục giải những nick tiếp theo. Đùng những câu mà mình đã làm ở nick trước á thì thầy thì lướt qua nhanh ha, chứ không có giảng kỹ nữa. Tới câu đó thầy sẽ báo hiệu cho các em là ở nick trước đã có. X dương mà x mũ 4 bằng 1/4 mũ 2. 1/4 là 1/2 tất cả mũ 2 đó các em. Như vậy 1/4 mũ 2 là thành 1/2 tất cả mũ 2 nữa. Như vậy là thành 1/2 tất cả mũ 4. X mũ 4 bằng 1/2 mũ 4 có nghĩa là x sẽ bằng 1/2 đó các em. Thậm chí nó có thể bằng âm 1/2 cũng được, bởi vì đây là mũ chẵn mà. Nhưng mà ta đòi hỏi x dương thì ta nhập 1/2 thôi. Rồi, cái bài toán này thầy giải một lần thôi nghe. Nó có hai trường hợp. Nó có hai trường hợp kìa. Trường hợp thứ nhất, à cái này không có giải được đâu. Kết quả tính giá trị tuyệt đối không bao giờ ra số âm, các em nhớ điều đó cho thầy. Một số có thể dương, có thể âm, có thể bằng không, nhưng mà kết quả tính giá trị tuyệt đối thì không bao giờ ra âm đâu. Như vậy là ở đây x sẽ thuộc tập hợp rỗng đó. Cho hai đường thẳng A và B, C cắt thì sẽ tạo ra mấy cặp góc so le. À, nó sẽ có hai cặp góc so le trong các em nhé. Và nó có hai cặp góc so le ngoài nữa, tức là bốn cặp góc so le. Trong sách giáo khoa người ta chỉ nói tới góc so le trong thôi. Như vậy là nếu người ta hỏi là góc so le thì chắc các em tự hiểu là so le trong. Nhưng mà trong sách bài tập người ta lại có đề cập tới so le ngoài nữa các em ạ. Mà trong cái câu hỏi này người ta lại không nói so le trong hay ngoài hết. Như vậy nếu tính cả so le trong và so le ngoài thì các em sẽ có 4 cặp. Còn nếu các em hiểu là so le này là so le trong thôi thì chỉ có 2 cặp thôi. Thôi ta hiểu là so le trong đi, ta lấy sách giáo khoa làm chuẩn. Còn nếu sai thì các em phải hiểu là có 2 cặp góc so le ngoài nữa, là ta có 4 cặp ha. Như vậy là so le là tính cả so le ngoài. Vậy lần sau các em gặp đáp án đó các em nhập số 4 cho thầy. Rồi ta có cơ hội gặp câu hỏi khác. Cái này thầy đã hướng dẫn ở nick trước rồi. Nó sẽ bằng 9/25. Nếu cần các em mở cái nick trước ra coi tại sao bằng 9/25. Rồi, cái này là dạng toán triệt tiêu dần các em này. 1/2 mũ 2, 2/2 mũ 2, 3/2 mũ 2. Cái này rút gọn tử mẫu. Rút gọn tử mẫu triệt tiêu dần các em. Các em nhân hết cái tử lại ha. Tử sẽ là 1 mũ 2 nhân cho 2 mũ 2 nhân cho 3 mũ 2 nhân cho 3 mũ 2 này. Nhân vân vân. Nhân cho tới 9 mũ 2. Còn mẫu là gì? 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 nhân 4 mũ 2 nhân vân vân vân. Nhân cho tới 10 mũ 2. Các em rút gọn phân số đi. 2 mũ 2 rút với 2 mũ 2, 3 mũ 2 rút với 3 mũ 2, vân vân, nó cứ rút chéo vậy đó. Cuối cùng chỉ còn 1 mũ 2 trên tử và 10 mũ 2 dưới mẫu, tức là bằng 1/100 các em nha. Rồi, cái này nếu lười các em bấm máy, còn không thì ta dùng kỹ thuật. Ở đây dùng kỹ thuật đi cho nó mang tính rèn luyện. A nó sẽ bằng phân số. Kinh nghiệm của thầy ở những bài này là các em đưa về số nguyên tố hết.
3 mũ 2, 3 mũ 4 là thành 3 mũ 3 mũ 6. Rồi tất cả mũ 4 bên ngoài nữa là 4 mũ 6 là 24. Còn ở dưới mẫu nè, 6 mũ 5 tức là 6 mũ 5. Rồi còn cái mũ 4 bên ngoài nữa ha, là thành 6 mũ 20 nhân 9 mũ 4. Rồi 9 mũ 4 là thành 3 mũ 2. 9 mũ 4 sẽ thành 3 mũ 2, tất cả mũ 4 như vậy là sẽ thành 3 mũ 8. 6 mũ 20 thì thầy tách nát ra là thành 2 mũ 30, 2 mũ 20 nhân 3 mũ 20 ha. Đó, đó là số bị chia ha. Rồi 2 mũ 4 tất cả mũ 12 là thầy đổi thành 2 mũ 24. Còn ở dưới là 64 mũ 12. Mà 64 chính là gì? 64 chính là 2 mũ 6 các em. 2 mũ 6 là bằng 64. Vậy 2 mũ 6 tất cả mũ 12 nữa là bằng 2 mũ 72. Đó là số bị chia ha. Rồi 3 mũ 20 với 3 mũ 8 thì gộp lại thành 3 mũ 28. Nhân hai để thực cùng cơ số thôi. Rồi giờ các em thực hiện cái phép chia này bằng cách nhân nghịch đảo. Ở đây thầy sẽ nhân với 2 mũ 72 trên 24 dưới. 72 lên 24 dưới. Thành phép nhân nghịch đảo đó mình. Rồi bây giờ ở trên tử là thầy tách ra là thầy để nguyên là 3 mũ 24. Rồi 2 mũ 72 thầy ghi là 2 mũ 20. Rồi nhân với 2 mũ 52. 2 mũ 52 ha. Còn ở mẫu nè là 2 mũ 20 nhân 3 mũ 28. Thì nhân với 2 mũ 24 nữa. Hai mũ 24 với lại 2 mũ 20 thì gộp lại thành 2 mũ 44 luôn đi. Thì xóa cái bên này. Như vậy là 2 mũ 72 thì tách lại nha. 72 thì tách lại. Tóm lại trên tử á, trên tử là 3 mũ 24 nhân 2 mũ 72, ở dưới mẫu là 2 mũ 44 nhân 3 mũ 28. Bây giờ ta sẽ tách cho tử và mẫu lộ ra thừa số giống nhau để mình rút gọn ha. 3 mũ 28 á, 3 mũ 28 thì tách ra thành 3 mũ 24 nhân cho 3 mũ 4. Còn 2 mũ 72 thì tách ra thành 2 mũ 44. Nhân cho 72 chữ 44 thôi. Và 2 mũ 28. Rồi rút gọn cái. Hình như có sai chỗ nào rồi cái. 2 mũ 2, 2 mũ 24 hết nè. Rồi 3 mũ 24 cũng hết nè. Vậy còn lại này thôi, nhưng mà 2 mũ 28 lớn quá, mình tính lại coi có sai chỗ nào không. 3 mũ 2 nhân 3 mũ 4 là 3 mũ 6. 3 mũ 6 rồi tất cả mũ 4 là 3 mũ 24. 6 mũ 5 tất cả mũ 4 là thành 6 mũ 20, đúng rồi. 9 mũ 2 tất cả mũ 4. Chính là 3 mũ 2 tất cả mũ 4 là thành 3 mũ 8 thôi. Xin lỗi nha, ở đây 3 mũ 8 thôi các em. 3 mũ 8 thôi. Rồi bên kia. À còn bên này nữa chứ.
Lộn. Sáu mũ năm là hai, sáu mũ 20 là thành hai mũ 20 nhân ba mũ 20, ba mũ 20 với lại ba mũ 8 là thành ba mũ 28, đúng rồi. Chia cho hai mũ 24, đúng rồi. 64 đó là hai mũ 6. Hai mũ 6 tất cả mũ 12 thì thành hai mũ 72. Đảo lộn lên trên, nghịch đảo mà. Rồi nhân tử với tử, ba mũ 24 nhân hai mũ 72. Rồi ở dưới là gì? Hai mũ 44 nhân ba mũ 28, đúng luôn. Rồi ba mũ 24 để nguyên, ba mũ 28 ở dưới mẫu tách ra thành ba mũ 24, ba mũ 4 hồi rút gọn, hai mũ 72 với lại hai mũ 44 tách ra, vậy thành rút gọn 244, 244, 324, 324 rồi, còn hai mũ 28. Hai mũ 28 thì lớn quá. Hai mũ 28. Ồ lớn lắm kìa. Người ta kêu là nhập phân số tối giản nên tôi nghĩ là đề có vấn đề rồi. 81 nè, mẫu là 81 nè. Phần tử ra lớn lắm. 2 6 8 4 3 5 4 5 6 luôn. Số lớn lắm. Hai sáu tám bốn ba năm bốn năm sáu, ở dưới là 81. Có thể tính tay lại một lần nữa đi chứ cái đề này thấy không ổn tí nào. Ba mũ 6 tất cả mũ 4, sáu mũ 5 là 2 mũ 5 nhân 3 mũ 5 nhân 3 mũ 2, rồi tất cả mũ 4 nữa thì thành 3 mũ 24, 2 mũ 20 nhân 3 mũ 7, 74 28, đúng rồi. Chia thì thành nhân, nhân cho 64 là 2 mũ 6, 2 mũ 6 tất cả mũ 12, ở dưới là 2 mũ 4 tất cả mũ 12. À thầy sai kìa. Thầy sai chỗ này nè. Đây, 2 mũ 4 tất cả mũ 12 là thành 2 mũ 48. Trời tí chết ha. 2 mũ 48. Vậy là đề không có sai đâu. Mình cẩu thả thôi ha. 2 mũ 48. Rồi như vậy là ở trên này 2 mũ 72 phải tách ra lại là thành 2 mũ 48 nhân với nhiêu 72 mà trừ 48 là còn 2 mũ 24. Để coi lại nha, 48 với lại 20 là thành 68. Chỗ này thành 68 nè. 2 mũ 20 với 2 mũ 48 nè, 2 mũ 68 trên này sẽ tách ra thành 68. 68 vậy còn thừa là 2 mũ 4. Vậy là 2 mũ 4 phần 3 mũ 4. Vậy kết quả sẽ thành là 16 phần 81. Ổn rồi các em. 16 phần 81. Xong. Như vậy là một bài toán mà mình thấy nghi nghi thì mình cứ thử lại kỹ càng em nhé. Các em cứ ra cái mặt nháp mới làm lại, đừng có đứng trên cái sai càng sửa càng sai giống như thầy vừa rồi ha. Ô bằng nhau. Cái này nãy thầy tính rồi nè. Về nít 1, về nít 1 ha. Về nít 1 coi. Cái này như mới tính xong nè. Mới tính xong luôn. Chính xác luôn. 16 phần 81, hai cái này đi với nhau.
số phần tử của tập hợp này là bằng 8, từ 1 tới 8, nó chính là cái này. Rồi. Số nguyên âm. Nguyên thì không thể là cái này rồi. Rồi cái này em tính ra, à cái này ở nít trước mình tính rồi, cái này hình như nó bằng âm 95 hay sao. Và đó chính là số nguyên âm nhỏ nhất của hai chữ số chia hết cho 5 luôn. Rồi hai cái này sẽ đi với nhau. Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, xin lỗi, giải bài toán tìm ích chứa giá trị tuyệt đối thì em biết rồi đúng không? Thì giải lại một lần nữa nè, để cho sau này chúng ta không có băn khoăn cái dạng này nữa. Các em coi x cộng 1,4 như là một số chưa biết thôi, mà giá trị tuyệt đối số đó bằng 52. Vậy ta có hai bài toán con. Trường hợp 1 là cái số x cộng 1,4 đó nó bằng 5,2 luôn. Từ bài toán này thì các em sẽ suy ra là x bằng 5,2 trừ cho 1,4 là bằng 3,8. Còn trường hợp 2 là cái số x cộng 1,4 đó nó bằng âm 5,2 cũng được, thì khi tính giá trị tuyệt đối nó cũng ra là 5,2 thôi. Vậy trường hợp này thì x sẽ bằng âm 5,2 trừ cho 1,4 nữa thì nó bằng âm 6,6. Vậy có hai đáp án lận em nhé, nhưng mà người ta chỉ lấy đáp án là người ta đòi x dương thôi, vậy các em chọn x bằng 3,8 thôi, và lúc đó nó sẽ bằng cái này. Vậy nghe, bài thi số 3. Cái này ở nít trước thầy giải rồi. 10 ha, nếu thầy nhớ không lầm là 10. Số cặp góc đồng vị sẽ là 4 thôi. Nên mình học rồi. 1/8 với lại 1/16 thì 1/8 sẽ lớn hơn. Số x thỏa mãn cái này à, các em giải bằng tay cũng được mà bằng máy cũng được, thầy hướng dẫn luôn. Nếu bằng tay, nếu là bằng tay thì các em sẽ giải dễ lắm, đó là giá trị tuyệt đối của x trừ 1,7 sẽ bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 2,1 ha. Thì số bị trừ bằng số trừ thì trừ nhau mới ra 0. Như vậy sẽ dẫn tới hai trường hợp. Các em về cái nít trước, các em coi thầy giải nha. Hai số ở trong giá trị tuyệt đối phải bằng nhau hoặc là đối nhau. Bằng nhau thì vô lý, như vậy là phải đối nhau. Các em trừ 1,7 sẽ bằng trừ x cộng cho 2,1. Từ đây các em sẽ giải ra x sẽ bằng 2,1 cộng 1,7, tất cả chia đôi là bằng 19/10 nhé. 19/10. Rồi vẽ hình đi các em. Góc XOY bằng 40 độ. OT là phân giác XOY. Như vậy mỗi góc cong là bằng 20 độ. Lấy điểm A trên tiêu X, kẻ tia AZ song song với OT. Lúc đó góc OAZ sẽ bằng 160 độ. OAZ là góc trong cùng phía với góc AOT, cho nên bù nhau, bởi vì AZ song song với OT, bù nhau thì cộng là 180. Mà một góc bằng 20 rồi thì góc còn lại bằng 160. Các em vẽ hình ra các em sẽ thấy thôi. Rồi giờ thầy sẽ giải hết các cái ô còn lại luôn.
số phần tử của tập hợp này. Nghe có vẻ rối ha. Những số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 5 hoặc bằng 5, 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè, 0. Những số này khi tính giá trị tuyệt đối đều nhỏ hơn 5 hết rồi, hoặc bằng 5. Và vẫn lớn hơn, vẫn lớn hơn âm 2 nè. Âm 1 cũng được, âm 2 cũng được, âm 3 cũng được, âm 4 cũng được, âm 5 cũng được. Giá trị đối của âm 5 là bằng 5. Thực ra người ta cho cái âm 2 nhỏ hơn bằng cái này vô á là ta lừa mình đó kìa. Kết quả tính giá trị tuyệt đối của x bao giờ cũng lớn hơn hoặc tồi nhất là bằng 0. Mà bằng 0 thì bao giờ cũng lớn hẳn trừ 2. Cái này cho giống như thừa vậy đó. Vậy ta có tất cả là 11 phần tử ha. Bắt đầu 6 là không được, âm 6 cũng không được, 11. Rồi. Bây giờ các em so sánh cho thầy 2 mũ 27 và 3 mũ 18 nè, tính xong nha. 2 mũ 27 thì bằng gì? Thì bằng 2 mũ 3, tất cả mũ 9. Còn 3 mũ 18 sẽ là bằng 3 mũ 2, tất cả mũ 9. Thử lại đi, đúng không? Mà 2 mũ 3 tất cả mũ 9 là bằng 8 mũ 9. Còn 3 mũ 2 tất cả mũ 9 là bằng 9 mũ 9. Rồi, như vậy các em thấy là 8 mũ 9 thì nhỏ hơn 9 mũ 9. Nhưng mà 1 phần 8 mũ 9 á, phần 8 mũ 9 thì lại lớn hơn 1 phần 9 mũ 9. Đó, các em biết rồi ha. Vậy đây ta điền dấu lớn nha. 2 phân số cùng tử, mẫu nhỏ hơn thì phân số sẽ lớn hơn. Rồi, thầy đi giải tiếp các cái câu kia. Số có 2 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 2. Số có 2 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 2 như là bắt đầu từ số 10 đây ha. Chia 3 dư 2, chia 5 dư 1, chia 3 dư 2, chia 5 dư 1. Rồi, giờ các em để ý nè. Cái số đó thầy gọi là số A đi. Số A này là chia 3 dư 2. Rồi số A này là chia 5 dư 1. Chia 3 dư 2 tức là 3K cộng 2. Chia 5 dư 1 là có dạng 5 nhân với một số nguyên cộng 1 đó. Bây giờ các em để ý nè. A, thầy bổ sung thêm 4 thì sẽ chia hết cho 3, chia hết cho 5 luôn. Gì nữa? Số A chia 5 dư 1 thì bổ sung 4 là thành chia cho 5. Còn số A mà chia 3 dư 2 thì bổ sung 4 là thành dư 6. Dư 6 là thành chia hết cho 3 với 5 rồi ha.
Đó. Như vậy A cộng 4 á, sẽ chia hết cho 15. A cộng 4 chia hết cho 15. Và chú ý nha, nên chú ý là A là phải là số chẵn. A chia cho 2 mà. A chẵn. Như vậy suy ra là A cộng 4 cũng chẵn luôn. A chẵn, A cộng 4 chẵn. Rồi giờ các em tìm cho thầy số nào chẵn mà chia hết cho 15 coi. Số chẵn chia hết cho 15 mà. Thì có vài số thôi. Số 0 nè. Số 30 nè. Số 60 nè. Số 90 nè. Vâng. Giờ các em phải chọn sao cho A là số có hai chữ số nhỏ nhất, càng nhỏ càng tốt. Vậy là A cộng 4 là không thể bằng 0 rồi. Vậy ta sẽ lấy A cộng 4 bằng 30. A cộng 4 bằng 30 là nhỏ nhất đó. A cộng 4 bằng 30 thì A sẽ bằng 26. Rồi các em kiểm tra lại coi. 26 á, chia hết cho 2 đúng rồi. 26 chia 3 là được 8 dư 2. 26 chia 5 là dư 1 đúng luôn. Vậy là A cộng 4 bằng 30 ha. A cộng 4 bằng 30. Từ đây suy ra là A sẽ bằng 26. Em hiểu không vậy? Rồi ta đi lang thang ta coi thử câu nào khó không? Rồi cái này dễ thôi. Bên này mũ lẻ, số âm mũ lẻ ra âm, này âm mũ chẵn ra dương, như vậy là âm phải nhỏ hơn dương rồi. Giá trị nhỏ nhất thầy làm ở nít trước rồi nha. Các em trở lại nít trước mà coi. Trừ 3/2. Rồi tìm số phân tử nhỏ hơn này. Một phần tư. Một phần tư mũ 6, tức là 1/2 mũ 12 đó. Cái số này thực ra là dấu âm mũ chẵn là bỏ luôn đi. Dấu âm mũ chẵn là ra dương ha. 1/4 mũ 6 là thành 1/2 tất cả mũ 12. Bây giờ 1/2 mũ 0. Các em để ý là 1/2 là cái cơ số nó nhỏ hơn 1. Cái cơ số nhỏ hơn 1 mà các em 1/2 đó, thì các em càng mũ lên thì nó càng giảm đi. Càng giảm đi. Bởi vì tử nó luôn luôn là 1 mà. Mẫu nó tăng lên, 2 mũ càng ngày càng tăng ha, 2 mũ 0, 2 mũ 1, 2 mũ 2. Thì mẫu càng tăng lên thì cái kết quả tính 1/2 mũ đó nó sẽ càng ngày càng nhỏ xuống. Như vậy là tính từ 1/2 mũ 13 trở đi. 13, 14, 15 đó là nó sẽ nhỏ hơn 1/2 tất cả mũ 12. Hiểu chưa? Như vậy là các em tính từ 1/2 mũ 13 cho tới 1/2 mũ 30. Xin lỗi, tới mũ 20 á. 13, 14, 15 cho tới 20 là có 8. 8 số ha. 20 trừ 13 là 7, cộng 1 là 8. Có 8. Đúng không ta? Đúng rồi đó. Thầy nhắc lại. Âm 1/4 mũ 6, tức là 1/2 tất cả mũ 12 đó. Và bắt đầu từ 1/2 tất cả mũ 13 nó sẽ nhỏ hơn với 1/2 tất cả mũ 12 ha. Cho tới 1/2 mũ 20. Vậy là từ 13 tới 20 là có 7 số. Cộng 1 nữa là thành 8. Đúng rồi. Không sai đâu. Ở trong vùng này có bao nhiêu số nguyên tố? Đếm đi. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Các em đếm lại thử nha, thầy làm nhanh. Đúng rồi. Rồi, cái bài này rơi vào tỷ lệ thất ha. Các em nhân chéo tích trung tỷ là thành 9x nhân x bằng tích ngoại tỷ bằng tích trung tỷ 4 x 16. Cảm ơn em nha. Rồi. Rồi, xin lỗi thầy có khách một chút em nhé. Rồi 9x bình phương thì bằng 4 x 16 là bằng 64 ha. Từ đây các em suy ra x bình phương á, là bằng 64 chia 9. 64 chia 9, 64/9. Như vậy các em suy ra là x sẽ bằng cộng trừ 8/3. Hai số lần lúc bình lên đều bằng 64/9. Nhưng mà người ta đòi hỏi x là số âm kia, vậy các em lấy âm 8/3. Âm 8/3. Rồi số góc tù. Tù là lớn hơn 90 độ nha. Có 3 góc. Quá dễ ha. Rồi cái này các em lấy 2 - 5/8 là được 11/8. Rồi lấy 1/2 chia cho kết quả đó 4/11 kem. Rồi như vậy ta đã hoàn thành tất cả các cái câu hỏi ở vòng kho báu luôn. Các em nhớ chia sẻ cái kênh này càng nhiều càng tốt ha, để thầy còn có động lực vui vẻ thích ha, để cho kiến thức lan tỏa thêm ha. Rồi chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại ở vòng thi tiếp theo với những câu hỏi khó hơn.